các bác. Anh em chúng tôi mất bao nhiêu công sức để cạp được cái đống này về nhá. Vừa mới đang anh em đang phân loại cái đống sim này nhá. Một bên là những cái cây mà lúc sáng tôi đào ấy, là những cái cây bụi, cây sim mà nó thấp thấp ấy, mà thuộc loại cây nhỏ, cây bonsai nhỏ, thì anh em tôi phân loại riêng ở đây. Nó đến tầm khoảng độ 50 cây. Đấy. Các bác xem nhé, một số cây to to kia là cái cây sáng ngày tôi cắt đi. Đấy, cây tầm 1,5 m, 2 m. Đấy. Còn đây, cái đống này vẫn thuộc diện cây bụi nhưng mà rất là to. Nó thấp, đây, cái cây sáng này nhé. Đấy. Còn đây là cái đống thuộc liệt vào diện đại thụ này, cây thân gỗ này, vẫn là sim nhé. Đấy, thì buổi sáng tôi đào những cái cây bụi này nhé. Buổi chiều thì tập trung chuyên môn hơn về những cái cây cây lớn này. Đấy, thì cũng không có nhiều. Tôi đào được cũng tầm gần chục cây thôi. Đấy. Thì tôi sẽ cắt hết đi những cái lá này để cho nó sau nó mới sống được. Đây nhá. Đây là những cái cây bụi cỡ lớn hơn chút. Nó để nguyên lá vì nó có bầu. Đấy. Một số cây. Thì tổng cái bãi này chúng tôi đào được nó tầm xem nào, khoảng độ 50 cây loại nhỏ này. Với lại độ 20 cây to với lại cây bụi khác. Đấy là tầm 70 cây. Các bác đừng nghĩ anh em tôi đi phá hoại rừng nhá. Những cây này thì nó rất là nhiều và dân ở đây thì cũng không ai giữ những cái chỗ này cả, cũng không phải là rừng nguyên sinh nữa cả. Đấy. Vô tư các bác nhá. Đấy, các bác nào mà thích thì liên hệ với tôi. Còn không thì tôi cứ trồng đây thôi. Đến mùa quả sẽ có clip phụ các bác nha. Từ hoa đến quả đến cách ngâm rượu, cách ngâm rượu sim. Từ cách thu hoạch, cách ngâm rượu sim nhá. Sẽ làm cho các bác xem. Rất là thú vị. Hôm nay những cái cây này vẫn còn rất là nhiều quả này. Các bác nhìn này. Chúng tôi vẫn vừa vặt được mấy cái quả chín để ăn này. Đấy, các bác nhìn kỹ. Vẫn còn rất nhiều quả non. Đúng ra thì là làm này thì hơi có lỗi với môi trường nhưng mà thôi, mình do mình về cũng trồng nhé. Đây còn một số cái quả chín này. Đấy. Các bác nha. Bây giờ tôi sẽ cắt bỏ những cái lá này để trồng cho nó sống, bởi vì nó đang mất nước. Vẫn có bầu nó vẫn mất nước các bạn. Đấy. Rồi tôi kê cái này, cắt những lá này để trồng sớm nhé. Không có nó sẽ rất hại cây và tỷ lệ sống nó không cao nhé.
cái bụi ra. Thank you.